Chiều ngày 24 tháng 11, Ủy ban Nhân dân quận họp triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn quận. Đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân quận chủ trì hội nghị. Cùng sự có lãnh đạo phòng y tế, trung tâm y tế, công an quận, một số phường liên quan và hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên quận. Đối tượng được tiêm vaccine đợt này là các em học sinh từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, quận chia thành các nhóm đề nghị tiêm chủng. Nhóm 1 là học sinh đang học lớp 10, 11, 12 tại trường trung học phổ thông, trường liên cấp, trường nghề. Nhóm 2 là học sinh từ đủ 12 tuổi trở lên đang học tại các trường trung học cơ sở. Nhóm đối tượng không đi học, Ủy ban nhân dân các phường chỉ đạo giả soát thống kê lập danh sách đề nghị tiêm chủng tại trung tâm y tế quận với những trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung thì các phường bố trí tiêm ngay sau khi hoàn thành cách ly. Theo kế hoạch, ngày 27 và ngày 28 tháng 11, quận sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh các trường trung học phổ thông Kiến An, Phan Đăng Lưu, Đồng Hòa, trường Edison và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên quận. Đơn vị thực hiện tiêm chủng là Bệnh viện Kiến An. Địa điểm tổ chức tiêm tại nhà thi đấu thể thao đa năng quận tại cuộc họp, lãnh đạo Bệnh viện Kiến An, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc tiêm chủng cho học sinh. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Thị Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân quận đề nghị các đơn vị quan tâm hỗ trợ trong đợt tiêm chủng cho học sinh các nhà trường, trước tiên là học sinh trung học phổ thông được tiêm chủng trong đợt đầu. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận cũng lưu ý trong đợt tiêm ngày 27 và ngày 28 tháng 11, các nhà trường quản lý tốt học sinh đi tiêm, đồng thời mỗi trường cử 5 giáo viên hỗ trợ viết phiếu đăng ký tiêm. Công an quận chỉ đạo công an các phường ra soát việc cấp căn cước công dân cho học sinh với những học sinh chưa được cấp căn cước công dân tạo điều kiện cấp mã định danh. Cử lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực tiêm. Phòng Y tế quận và Trung tâm Y tế quận bố trí lực lượng có mặt trong những ngày tiêm chủng cho học sinh.